Cái bộ Bluetooth này nó tên là K6 kết nối. Connected. Đấy, nó báo connected. Ông mở nhạc trên YouTube là chạy. Đang cắm đằng sau cái từ cái dây kết nối của nó vào cái âm đi này là đường AUX. Mở nhạc là chạy. Dây này thì nó có, anh về cắm ở chỗ nào có USB hoặc cục sạc điện thoại để cho nó ăn điện. Còn nó bắt nhận tín hiệu Bluetooth rồi nó truyền vào cái dây này. Truyền bằng cái dây AV vào cái đầu bộ này. Vừa chiều hôm nào anh với tôi đi dạo phố. Cắm loa vào hàng trên và cắm vào cổng số 3 AUX. Phải có cấp điện cho nó, cấp điện thì cắm vào cái đường USB là nó có. À, đây là dây để phát tín hiệu Bluetooth vào cái âm đi. Đây hai vế đều chạy thì cả hai bên đều phải. Đây đang chạy đường AUX nên phải phản AUX. Cắm cái dây kia vào lỗ số 3 là AUX. Mình thức đêm.